Thời gian gần đây, nhiều người dân xã Hương Hòa, thành phố Vinh, Nghệ An hết sức bất ngờ khi tòa nhà trụ sở Ủy ban nhân dân xã này còn khang trang, được chủ đầu tư thuê nhà thầu tháo dỡ, đập phá nhiều phần để cải tạo lại. Ông Tê, một người dân xã Hương Hòa cho biết, quá lãng phí, trụ sở còn mới, không hiểu vì sao mà chính quyền lại bỏ ra một số tiền lớn để cho tháo dỡ hết như vậy để cải tạo lại. Được biết, trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hương Hòa được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2010. Đến thời điểm này, tức tháng 3 năm 2023, tài sản chưa khấu hao, công trình vẫn đang được sử dụng. Mặc dù xây dựng chưa lâu, nhưng vào tháng 12 năm 2021, một dự án cải tạo nâng cấp khuôn viên trụ sở làm việc xã Hương Hòa được Ủy ban nhân dân thành phố Vinh phê duyệt với số vốn đầu tư 5 tỷ đồng, sau đó tăng lên 6 tỷ đồng. Mục đích là cải tạo nâng cấp khuôn viên trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Hương Hòa nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, phục vụ công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó, với hạng mục cải tạo nâng cấp tòa nhà làm việc là chuyển đổi hướng chính của tòa nhà từ hướng Đông Nam sang hướng Tây Bắc. Nhiều người dân tỏ ra bức xúc khi biết thông tin thành phố Vinh đầu tư một dự án với kinh phí khoảng 6 tỷ đồng, nhưng chỉ để quay hướng tòa nhà mà công năng trụ sở không thay đổi, diện tích tòa nhà vẫn không tăng lên. Một người dân xã Hương Hòa nói, trụ sở còn đang rất tốt như thế, thì cứ để vậy mà sử dụng. Có tiền thành phố nên đầu tư công trình khác thiết yếu hơn như đường giao thông, mương thoát nước, tái định cư cho người dân, vì Hương Hòa là xã nghèo ven thành phố, cơ sở hạ tầng nhiều nơi còn thiếu. Ông Trần Cao Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Hòa, thành phố Vinh lý giải, việc tháo dỡ để quay mặt trụ sở là do độ dốc của con đường mới nâng cấp, làm lại vào trụ sở lớn. Đường này cùng do xã Hương Hòa làm chủ đầu tư, ảnh hưởng tới việc đi lại, giao dịch. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều tháng nay người dân vẫn đi vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hương Hòa bình thường bằng cổng phía sau. Ngoài ra, ngay phía trước Ủy ban nhân dân xã Hương Hòa có một dự án đường gom do xã Hương Hòa làm chủ đầu tư đang triển khai xây dựng. Chỉ cần làm một đoạn đường ngắn nối vào trụ sở thì không cần đến việc phải lãng phí bỏ ra một số tiền. Để quay mặt trụ sở Ủy ban nhân dân xã.